Chào các bạn, lâu rồi không gặp. Tôi là Ellie và chào mừng trở lại với một tập khác từ Game 3. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến cuộc chiến của trò chơi bài vào những năm 90, nơi bạn có thể có điều này. Sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu với nhau và đừng chữa lành đảo ngược lá bài trắng này. Vì vậy, một chút thông tin về trò chơi này. Tình cờ phát chương trình trên CCG, nơi người chơi có thể gặp gỡ năng lượng, chơi bài với quận ngẫu nhiên. 9 nhân vật có khả năng độc đáo. Sinh vật này được gọi là nhất và có thể được tận dụng bằng cách mạo hiểm chuỗi. Trong trận chiến giữa người chơi và người chơi, Destiny hầu hết được tạo ra bởi năng lượng chuỗi, xanh lá với cây. Sự kết hợp của các vật thể và động vật vô tri vô giác, họ cũng trông rất tuyệt phải không các bạn? Khi họ kết hợp một số loại trái cây phổ biến cho động vật, mỗi khóa học thực thể Nemo có các thuộc tính sau. Đánh giá điều kiện các yếu tố hiếm, các thành phần và nghệ thuật cấp độ khả năng, ngôi sao. Tất cả đặc điểm này kết hợp để quyết định khả năng căng thẳng của Nemo của bạn trong các trò chơi. Điều này làm tăng độ hiếm cho các thực thể Nemo. Đó là các yếu tố từ lửa, đất thành nước và nhiều hơn nữa. Từ các thành phần đến khả năng, làm cho năng lượng là trò chơi vô cùng đa dạng. Vì vậy, tiếp tục chúng ta sẽ nói về cơ chế trò chơi. Đó là về một trò chơi xe hơi. Chúng ta có thể là hai người chơi cạnh tranh với nhau trong một trận chiến xe kỹ thuật số có bố cục trò chơi chiến đấu. Như bạn có thể thấy trong đoạn giới thiệu, các cầu thủ thay phiên nhau chơi những chiếc xe, cố gắng giành lợi thế hơn những người chơi khác. Những gì đồng hồ gia đình họ gỡ xuống, chiếc xe này có thể là sức mạnh và sinh vật hoặc có thể các được quy thay tắc đổi và thứ tự của lượt. Hoặc một khi xe tham chiến sẽ dễ bị hư hỏng. Vì vậy, người chơi Mercavali cân nhắc các hành động. Thợ máy này là phổ biến đối với người chơi ngày nay. Vì vậy, tôi nghĩ người chơi có thể dễ dàng quen với trò chơi này. Không chỉ người chơi có thể trải nghiệm nhiều game thủ khác nhau. Bạn có thể chơi trò chơi trong một người chơi từ B2B. Trò chơi một người chơi sẽ là người chơi đầu tiên kiểm tra văn bản mà không lo mất giá trị thẻ. Điều này nhiều hơn đang đào tạo các cuộc phiêu lưu, hướng dẫn, đi qua các vị trí khác nhau của trung tâm mua sắm và chống lại những bộ bài ngày càng thách thức. Và kênh xe y với những chiếc xe được phân loại ngẫu nhiên. Anh chàng của bạn đã trở nên giáo hơn trong trò chơi. Bắt đầu cuộc hành trình của bạn trong bạn đến và đọc phần thưởng tốt hơn với tối đa 4 chế độ khác nhau. Người mới không răng chuyên nghiệp và điên rồ. Hình thức này của chúng tôi có các loại gạch khác nhau. Khi sử dụng ông tô trong trò chơi, sắc tàu càng cao thì lợi nhuận càng cao. Thú vị để thử đúng. Tiến lên, chúng ta phải phân tích các khía cạnh ban đầu trong trò chơi này. Nhưng hãy nhìn vào tokenomics đó. Chúng tôi chỉ có Pikiti làm mã thông báo chính của trò chơi. Góc là đơn vị tiền tệ bản địa của trò chơi bài trắng và có thể được sử dụng theo hoặc theo nhiều cách. Bạn chơi để kiếm phần trăm, cộng với bạn thu thập trung bình và kiếm được các thực thể duy nhất của họ. Cái gì gọi là mã thông chúng báo? Chúng tôi có một nguồn cung cấp lưu hành bắt đầu 10 triệu token. Nguồn cung thị trường bị xóa hoàn toàn là 20 triệu token. Nhưng họ cũng có tùy chọn để đốt mã thông báo để cân bằng các yếu tố của trò chơi. Tổng số chúng tôi bán mã thông báo ước. Chúng tôi đến WC thanh toán chúng tôi lên đến 65% và phần còn lại của chúng. Chúng tôi đi đến tiếp thị và phát triển để người chơi có thể nhận được phần thưởng từ chơi trò chơi. Mã thông báo cho phép 20% trong 21 ngày từ khoảnh khắc của tóc vàng để ngăn chặn tê liệt và giữ cho mã thông báo ổn định. Vậy bạn đừng lo lắng về lạm phát cao cho trò chơi. Điều gì thực sự thú vị trong hệ thống chia sẻ lợi nhuận? 50% lợi nhuận tạo ra từ uất cất. Hàng hóa sẽ được đặt vào một nồi hàng tháng. Và đây là gì? Sẽ phân phối phần thưởng hàng tháng cho năng lượng. Chủ thẻ thật tuyệt vời phải không? Vì vậy, đầu tư có thể có nhiều động lực hơn để nắm giữ các thực và cách phần thưởng tốt hơn trong trò chơi này. Đó là thông tin khá đủ và hy vọng các bạn có thể hiểu cơ bản của Wakaikonamic. Bây giờ chúng ta phải nhìn những người đứng sau dự án này là gì. Vấn đề là hơn 30 năm kinh nghiệm kết hợp trong thiết kế trò chơi. Afem là tiếng Anh. Chúng tôi có Bigamin Pu cho nghệ sĩ nhân vật này. Trò chơi báo cáo trực tiếp và thiết kế tường thuật. Và cuối cùng là nghệ sĩ nền chính. Trưởng nhóm nói chung là ai? Chúng ta có thể thấy rằng họ rất nhiều tinh thần trong việc tạo và thiết kế trò chơi. Thực sự là một số trò chơi hay nhưng thật không may. Chúng tôi không thấy bất kỳ khía cạnh nào khác mà họ đã trải qua. Như tài chính công nghệ hoặc các bài luận về tiếp thị cũng là thành phần khá quan trọng cho sản xuất. Dự án chơi game về cộng đồng trên Twitter. Bằng ông Tô cho biết khoảng 19.000 người theo dõi và khoảng 1.000 thành viên dưới bất hòa. Với 10% trực tuyến
là một con số khá thấp cho một dự án tiền điện tử. Nhưng bạn có thể thấy điều đó trên sự bất hòa này. Các thành viên khá tích cực và trò chuyện rất nhiều về trò chơi. Đăng Minh vâng. Cộng đồng thực sự vui vẻ, nhưng tôi nghĩ con số này vẫn còn khá thấp. Và hy vọng sau khi trò chơi giảm họ có thể thúc đẩy tiếp thị để nhận được nhiều hơn. Mọi người biết về trò chơi này trong tương lai. Một bản cập nhật quan trọng cho tất cả các bạn. Có ở đó chỉ không? Còn 7 ngày nữa là ra mắt trò chơi chính thức. Nếu các bạn muốn đầu tư và chơi trò chơi, đừng quên mua thẻ bắt đầu, tham gia trò chơi sớm. Xuất sắc khởi động bao gồm 20 ông tô mẫu nhiên. Mua một bộ bài đặt trước ngay bây giờ cung cấp cho bạn những điều sau đây. Cung cấp năng lượng cho ông tô 14 email, 15 ông tô dự phòng và một ông tô chế ngự. Bạn có thể vào trang web này để biết thêm thông tin và xem một số hướng dẫn của riêng họ. Kênh YouTube. Trong kết luận, trò chơi bài trắng là một trò chơi độc đáo trong trò chơi. Có một số nghệ thuật khá thú vị trong thiết kế vốn, cùng với một trò chơi chi tiết Economic Loop. Tuy nhiên dự án này rất nổi tiếng vào lúc này, như tiếp thị đã không được thúc đẩy. Và bạn biết trò chơi quan trọng đang đến với công chúng, và những người thông minh đang đến sớm. Vì vậy bạn có thể tự tin và tự nghiên cứu. Cẩn thận, nhận các thực thể âm thanh của bạn và nhảy ngay vào trò chơi. Khởi chạy nhanh chóng. Các bạn thích video này đừng quên nhấn like, nút đăng ký để cập nhật các tập hàng tuần của tôi. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt.